là không phải thuộc về của chúng ta. Chúng ta xuống đây á là tạm mượn cái trái đất này để mà học khôn, để mà đi về với cha với mẹ. Cha mẹ chờ mình á biết bao nhiêu nghìn năm luân hồi sanh tử triền miên kiếp người. Thì mẹ hí cái bài kinh thiên đó. Thì hôm nay cho thằng con là ra để mà chỉ hướng quý vị đi về. Thì gán về. Cái đó là thiệt. Dạ, nếu mà đi về hết vậy làm sao mà luân hồi luân qua từ hai? Cái câu này hơi không có make sense. Về hết sao rồi luân qua? Tại vì anh nói là cha mẹ muốn tất cả mọi người đi về, về trời chắc không nha? À, về trời hết. Về trời tất nhiên là chết rồi phải không? Thì tất nhiên làm sao thì hồi luân qua gặp Phật Di Lặc được. Mình đi hồi luân qua rồi, mình đi về. Những cái thằng ác bây giờ nè, nó làm sai mình, anh em trong nhà mình, rồi mấy thằng hung dữ như bây giờ mình thấy á, thì lúc đó nó đang với địa ngục, thì nó trả nghiệp xong thì nó cũng lên, nó tiếp tục để mà làm người nghèo người khổ cái trái đất này. Cái trái đất này lúc nào á cũng có người hết, đừng có lo. Con người á nó ở từ những cái thành linh ác đầu thai vô cũng chừng. Chứ còn mình á, bao nhiêu người ở đây ngồi ở đây chưa chắc là được đi về hết. Trong cái số lượng ngồi ở đây á, ăn thua ý chí nữa. Bữa nào ngồi gần kiệt á thì nghe kiệt nói chuyện đi về đọc kinh. Còn bữa nào á đi về nghe mấy cái người dụ dỗ á thì đi làm mấy chuyện khác. Cho nên một tay làm thiện, một tay làm ác. Một tay á bữa nay tới đây lấy phước, cái về nhà cái là đi tạo nghiệp. Mà lấy phước á thì cái credit lên có một chút xíu á. Tạo nghiệp á là phải trả đó. Cái nghiệp nhỏ cũng phải trả nữa, nó không có tính cộng trừ nhân chia nha quý vị. Khi mình đã hiểu được thiên tâm, hiểu được cha mẹ Phật, cái pho xếp Phật, thì mình phải giữ cho đúng. Chứ không phải mình chập chờn. Bữa nào mình ăn chay, mình tu thì mình hiền bữa đó. Bữa nào không phải ngày ăn chay, mình hung dữ, mình đi làm đóng chuyện tầm bậy, nó không phải vậy.